Sao mình về lại thèm cơm vợ nấu quá. Gớm, đúng là mới lấy vợ có khác. Cứ tận hưởng đi, rồi mấy hôm nữa có khi lại xin sếp làm tăng ca ấy. Thì ông anh phải để thằng em sống trong cái sự mơ mộng sung sướng một tí chứ. Thì tao cứ nói thế, rồi đợi đấy mà xem. Ui, mà sếp vào kìa. Ai? Ai làm báo cáo này? Sao các cô các cậu làm ăn cẩu thả thế nhở? Bên đối tác đang phản ánh rất nhiều đấy. Không làm được thì đừng có làm nữa. Tối nay tất cả là tăng ca cho tôi. Không làm xong từ mai đừng đi làm nữa. Sếp cứ tưởng như mình sếp mệt đấy. Nhà bao việc vợ đang chờ cơm ấy kìa. Thôi, cố mà làm cho xong đi. Cơm nước gì. Chắc là ông ấy lại vừa bị vợ mắng mà giận ca chém thớt đấy. Dành cả thanh xuân chỉ để làm báo cáo. Biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp này đây. Alo ạ. Alo. Con à. Con đang bận lắm, mẹ đừng gọi cho con nữa. Con tắt máy đây. Bao nhiêu việc tối ngày cứ gọi. Chị Hạnh không nghe máy à mẹ? Chắc là chị còn bận thôi con ạ. Chả biết dạo này nó có ăn uống đầy đủ hay không. Khéo lại sụt cân. Hay mai mẹ thì con gà lên thăm chị con nhá. Rồi ạ. Mẹ cứ khéo lo. Chị lớn rồi, ăn uống chị phải biết đường ăn chứ. Ô, không lão như ông cụ ấy. Thôi, mẹ đói chưa? Vào nhà con dọn cơm, con nấu xong rồi. Lâu rồi không gặp, dạo này trông mày xinh ra, ăn mặc cũng sang chảnh nữa. Đúng là lấy chồng vào bỏ ra có thịt hẳn. Đương nhiên rồi, chồng tao đại gia mà. Bây giờ nhá, tao chỉ việc ở nhà ăn với chơi. Tiêu mà không hết tiền, ảnh còn mắng trò ấy. Trời ơi, số mày đúng là sướng thật đấy. Đúng là phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Ừ. Mà sao dạo này trông mày gầy thế? Dạo này công việc nhiều, tao suốt ngày phải tăng ca, làm gì có thời gian ăn uống đâu. Là con gái, mày phải biết chăm chút một tí chứ. Cứ như thế này thì bảo sao mà không khổ. Đằng nào, ngày xưa mày cũng là hoa khôi ở trường cơ mà. Ngoài thời gian ở văn phòng ra, còn thời gian ở đâu nữa đâu. Mà chăm chút với chả yêu đương hả mày? Mày cứ nói thế. À mà, tao có một ông anh mới đi nước ngoài về, để tao giới thiệu cho mày nhá. Ờ, như vậy thì phiền mày quá. Có gì đâu, mày cứ yên tâm. Ông này nhá, cực hiền, lại còn chiều người yêu. Nhà giàu, bố làm to. Mày chỉ cần bảo nhà mày cũng tầm tầm thế là ok. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Bây giờ mày muốn ngày nào cũng được đi mua sắm hàng hiệu, shopping các thứ. Hay là ngày nào cũng cắm mặt vào deadline. Nếu vậy mày cho tao xem ảnh đi. Có gì cho tao số điện thoại luôn. Để tao nhắn tin nói chuyện thử. Ừ. Đợi tao một tí. Đây. Được không? Mày ưng chưa? Ai đây? Cái gì chị Hạnh ấy nhở? Ôi, chị Hạnh này chị sò thế. Tí nó thì em không nhận ra ấy. Hôm nay chị mới trung đề à? Thôi, hai cậu bớt linh tinh đi. Thế đã ăn sáng chưa? Hôm nay chị mời. Ghê nha. Em chưa chị ơi. Để em order cho nhá. Order cho anh một cái bánh mì trứng pate xúc xích cộng với lại cốc trà chanh siêu to khổng lồ nhá. Anh nhầm thế. Chị Hạnh hôm nay bao ấy, thì phải ăn cái gì sang sang, cái đắt vào. Ờ nhỉ. Thế có cái gì mà sang mà đắt mà ngon nhỉ? Cái gì nhỉ? Bây giờ chị có việc phải đi. Hai cậu cứ gọi đồ trước đi nhá. Lát nữa chị về chị trả. Mà sếp có hỏi
thì nói chị bị ốm nhá. Ok chị. Em nghe đây, anh yêu à? Ui, anh yêu cơ mà. Chắc lại xích cái thằng đại gia nào rồi. Thôi đi ông ạ, ông đã ăn người ta rồi, ông ngồi đây mà nói. Order đi. Rồi em order. Nhớ bánh mì với lại siêu to khổng lồ nhá. Nhá. Em xin lỗi, anh đợi em lâu chưa? Anh có đợi em cả đời cũng được ấy chứ. Vài chuyện quạt con này, ăn thua gì? Anh tặng em này. Anh tặng em á? Nhân ngày gì vậy? Thì nhân ngày anh yêu em nhiều hơn một chút. Em cảm ơn anh nhá. Má ấy, anh biết một cửa hàng ngon lắm. Tí nữa anh đưa em đi nhá. Với lại anh sẽ mua tặng em vài chiếc váy với vài đôi giày cho đổi mới nhá. Vâng, thế mình đi thôi ạ. Ơ kìa Hạnh, hôm nay con không đi làm à? Ơ, ai đây em? Anh tưởng em bảo bố mẹ em bên nước ngoài cơ mà. Chắc người ta nhận nhầm người thôi anh ạ. Bây giờ lắm người nhận nhầm người để lừa đảo đấy anh. Thôi, mình đi thôi, kệ bà ta đi. Đúng là trên đời lắm loại người thật đấy. Thấy người ta sang là bắt quàng làm họ. Thôi bà lượn đi, người thì hôi hám bẩn thỉu. Lại gọi gì nữa vậy? Sao hôm nọ mẹ lên thăm chị mà chị lại tránh mặt mẹ? Chị chê em với mẹ nghèo đúng không? Sao mày nói nhiều thế nhở? Mẹ lên thì cũng phải báo cho tao trước chứ. Bao nhiêu việc phải làm, đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Mà mày muốn mua điện thoại đúng không? Lát nữa tao chuyển tiền cho, nói nhiều. Em chả cần, chị cứ lo bản thân của mình đi. Uổng công mẹ thương chị, lên tận nơi để thăm chị, thế mà. Thôi nhá, tao tắt máy đây. Đâu? Con Hạnh là con nào? Chị vừa ra ngoài rồi ạ. Chị là... Tao là ai mà việc có mày? Tao vừa thấy nó đứng đây xong. Con Hạnh đâu? À đây rồi. Con Danh này. À chị! Chị! À. Chị ơi! Con chị từ từ nói. Từ từ là từ từ nào? Hôm nọ tao thấy con này với thằng Hiếu chồng tao bước ra từ khách sạn. Mày tưởng mày ngủ với chồng tao mà dễ à? Chồng tao thì tao không tiếc, nhưng mà tao tiếc cái hộp sữa cho con tao. Chúng mày đâu? Quay kỹ mặt con này cho tao. Đăng lên mạng xã hội, trò trừ cái thói cướp chồng người khác đi. Trời ơi, chị hiểu nhầm rồi. Anh Hiếu nói, anh Hiếu chưa có vợ mà. Chưa có vợ à? Vợ nó đang đứng lù lù đây này. Con nó thì đang ở nhà chờ nó mua sữa đấy, mày hiểu không? Sao ngu thế hả em? Bao nhiêu thằng không yêu lại giúp đầu vào yêu cái thằng đang có vợ con hả? Chị ơi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi ạ. Bây giờ mày định thế nào? Em không biết thầy nó đâu, trời ơi. Chị tha cho em đi. Bây giờ mày định thế nào? Thì không mau đi gọi bảo vệ đi. Cô Hạnh, cô vào phòng ngay cho tôi, mau! Cô làm việc kiểu gì thế? Hả? Cô có biết vì việc riêng của cô có biết vì cô mà công ty chúng ta chịu bao nhiêu tổn thất không hả? Xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi thì có giải quyết được mọi chuyện không? Có đền bù được thiệt hại không? Cô làm tôi quá thất vọng. Cô ra ngoài thu xếp đồ đạc,
từ mai cô nghỉ việc, không cần đến công ty nữa. My à, tao có chuyện muốn nói với mày. Mẹ, có thì chuyện rồi. Sao con? Chị Hạnh bị người ta nói trên mạng là đi cướp chồng người khác đây này. Mắt mẹ kém, không nhìn thấy gì đâu con. Đấy, mẹ nhìn đây này. Có vợ à, vợ nó đang đứng lù lù đây này. Không, không, mẹ không tin đâu, mẹ không tin con bé lại như thế đâu con. Bây giờ mẹ còn không tin cái gì nữa. Hàng xóm do mọi người ở ngoài đốt nấm hết cả lên rồi. Con không hiểu được đâu. Mẹ phải lên với chị con thôi. Chứ không, nếu mày nó làm điều gì dãi dột thì chết con ạ. Mà không, mẹ phải lên ngay. Con ở nhà tự lo cơm nước nhá. Mẹ, con không hiểu nổi mẹ luôn đấy. Con không hiểu được đâu. Để mẹ về rồi con sẽ hiểu nhá. Tất cả mọi chuyện là do mày bày ra đúng không? Đúng thế đấy. Chẳng có anh Hiếu nào mà đẹp trai, nhà giàu, đại gia mà còn độc thân cả. Tại sao mày lại làm như vậy với tao? Tại sao á? Bây giờ mà mày vẫn hỏi tao tại sao được á? Ngày xưa chính mày đã để cho tao mất người yêu. Mày được lòng thầy cô, mày được đi thi học sinh giỏi rồi tuyển thẳng lên trường đại học có tiếng trên Hà Nội. Chính mày đã khiến tao trở thành một kẻ thất bại trong mắt thầy cô và người yêu. Ở làng chỉ có hai đứa là tầm tuổi nhau, là tao và mày. Mày đi học lúc nào cũng được khen là xinh đẹp, giỏi giang. Còn tao, tao lúc nào cũng là kẻ thất bại. Đúng, chính tao là kẻ đã mối mày với cả anh Hiếu. Và cũng chính là tao đã bảo vợ của anh Hiếu đi đánh ghen mày đấy. Tao luôn coi mày là bạn tốt, vậy mà mày đối xử với tao như thế à? Bây giờ mày biết thì cũng đã quá muộn rồi. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy thôi. Chẳng có miếng mồi nào ngon mà không phải đổ mồ hôi công sức ra đâu. Tỉnh ngộ đi Hạnh ạ. À, cuối cùng thì cũng đã có ngày ta thắng mày rồi đấy. Đến cái nỗi nào đâu. Ừ, mày đi cái trò này. Ê, mày ơi, nhìn đi, kia phải cái con cướp chồng không? Ồ, đúng, đúng luôn. Ừ. Đồ cướp chồng. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không sao là tốt rồi. Mẹ biết là không phải như vậy, đúng không con? Ngày xưa khi bố con bỏ ba mẹ con mình mà đi, con hứa là không bao giờ con làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Mình sai ở đâu thì sửa ở đó nghe con. Coi như lần này là bài học quý giá. Mẹ không giận con chuyện lúc trước sao? Mẹ làm sao mà giận được con. Mẹ chỉ trách là mẹ nghèo quá, không lo được cho con. Tự trách mình thôi con ạ. Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Không sao là tốt rồi. Có mẹ ở đây lại yên tâm rồi. Về nhà đi con. Ở nhà luôn có mẹ chờ con.